Xin được kính chào quý vị. Hiện tại thì mình đang đứng tại km 123 quốc lộ 20, một hướng về thành phố Hồ Chí Minh và một hướng về Đà Lạt. Hôm nay là ngày 22 tháng 4. Cuộc đua xe đạp cúp truyền hình đang tiến tới chặng thứ 18 trong tổng 25 chặng đua từ Hà Nội về tới miền Tây, và chặng cuối cùng là về Dinh Độc Lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì đang đứng ở quốc lộ 20 km 123 để đón đoàn đua từ thành phố Bảo Lộc về Biên Hòa, chặng đua thứ 18 với tổng chiều dài là 129 km. Mọi người chờ đợi nha, chỉ ít phút nữa thôi thì đoàn đua sẽ tới. Đang có dấu hiệu của những đoàn mô tô dẫn đường. Đang bắt đầu dừng các phương tiện rồi. Một cảnh tượng rất là háo hức. Mọi người đã đứng lại để ghi lại những khoảnh khắc hiếm có này. Đã có những đoàn xe dẫn đường. Ô tô con đã lúc đầu anh, để lúc đầu chắc dừng. Rồi, đã có đoàn xe dẫn đường rồi. Rồi, sát vô rồi, sát vô rồi. Rồi, sát vô quẹo phải nè, rồi, sát vô nè, bà con ơi. Những đoàn đua dẫn đường. Rồi, tiếp đến là đoàn xe của cảnh sát mở đường. Đoàn đua đang đi qua thị trấn Tân Phú. Mình đã chọn một vị trí ít người để có thể quan sát một cách dễ dàng hơn. Cạc của em bị gì rồi? Thôi khỏi đi, khỏi đi. Để anh cầm chứ, để anh cầm chứ. Wow, một đoàn mô tô rất hoành tráng. Từ xa thì đã nhìn thấy một tốp đua đầu tiên. Từ xa đã nhìn thấy một tốp đầu tiên. Rất là mệt cho các cua rơ. Tốp đầu tiên.
sáng mệt luôn đó. Tốp thứ hai đã được nhìn thấy. Rất đông. Rất là hoành tráng mọi người. Wow. Vâng, như vậy là đoàn đua đã đi qua. Như vậy là đoàn đua đã đi qua quốc lộ 20 tiến về thành phố Biên Hòa. Kính chúc đoàn đua luôn được may mắn và thuận lợi, bình an. Xin được kính chào quý ông bà, anh chị em và hẹn gặp lại quý ông bà, anh chị em.